Nữ diễn viên Yoo Ju-eun qua đời ở tuổi 27. Tân Liêu Bô đưa tin nữ diễn viên Yoo Ju-eun qua đời ở tuổi 27, tin tức được anh trai Yoo Ju-eun thông báo trên trang cá nhân của nghệ sĩ trẻ. Ju-eun đã rời khỏi thế giới này và tìm đến một nơi thoải mái hạnh phúc hơn. Nếu các bạn có thời gian, hãy gửi lời chào đến Ju-eun trên con đường mới của em ấy. Anh trai cố diễn viên viết, qua thông báo từ gia đình, nguyên nhân cái chết của Yoo Ju-eun được truyền thông nhận định là tự tử. Anh trai chia sẻ di thư của Yoo Ju-eun, trong đó nữ diễn viên gửi lời xin lỗi đến ba mẹ, ông bà và anh trai của mình. Cô cũng nhắn nhủ người thân hãy mạnh mẽ lên. Yoo Ju-eun cho biết cô bế tắc trong cuộc sống, nữ diễn viên muốn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nhưng hiện thực không dễ dàng đã đánh bật giấc mơ và niềm tin của cô. Yoo Ju-eun sinh năm 1995, cô từng đóng vai phụ trong phim Big Forest 2018 và Chosun Survival 2019. Theo Inside, tang lễ của Yoo Ju-eun diễn ra vào ngày 31 tháng 8 tại Bệnh viện Đại học Aju.